Mừng tất cả các quý vị phụ huynh, các bé thân yêu đang đến với buổi lễ Trung Thu. Và bây giờ để mở màn cho những tiết mục đặc sắc trong buổi chiều Trung Thu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên, tiết mục Múa Lân. Xin được phép